Cương đi ra phía trước nè. Dạ đúng rồi, dạ cảm ơn chị. Rồi bèo trái phải không chị? Trời ơi đi hoài chưa thấy tới, chết nhỏ rồi. Bèo trái đây hả chị? Ôi chết 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 chết. Rồi rồi. Rồi vừa đẩy vừa lao luôn nè, xịn chưa? Ui. Hả? Chưa. Rồi cái xe kia nó mất tiêu rồi. Xe kia theo không kịp rồi hả? Cương ơi nói chuyện với bà con giùm đi. Đuối đuối đuối. Ổ gà nhiều quá sợ nó dằn quá à. Chết chết chết. Nhóng lên rồi ok. Trời ơi nó dằn quá. Sao cái đường này nó dằn á. Trời ơi. Dạ mấy anh chị ở Cà Mau mọi người ra trường. Là tới trường rồi đó bác. Thôi ok con cảm ơn con. Ủa sao quẹo hả? Quẹo thẳng. Đi đường này hả bà? Đó. Rồi ok. Kìa sinh viên học sinh đang tan trường kìa. Rồi thôi mình hạ xuống hả bà. Rồi để con. Đây. Rồi chào con nha. Mua ủng hộ chú nha. Có nhiều tiền chơi lớn hết đi. Rồi gần tới rồi. Tôi tưởng gần lắm. Trời tôi tưởng gần lắm tôi ráng. Biết vậy thuê với xe tải đẩy đó là bỏ lên cho nhanh. Ở trên ngoài thôi. Dạ ở Cà Mau cũng đang mưa mọi người, nhưng mà đang mưa nhỏ lại tí rồi. Rồi trời ơi. Dạ ra kia chị ơi. Dạ quẹo lên nha. Rồi tụi con rồi để chú đẩy được rồi. Rồi tụi con tới cổng trường chú đi nha. Rồi quý bà con ơi vui lòng vui lòng. Trời ơi làm gì tôi xỉu luôn á, quá trời đông luôn hả? Dạ bà con ở Cà Mau hiện tại rất là đông ủng hộ chương trình. Bẹo trái hả bà? Đó, rồi ôi. Rồi rồi xuất sắc. Ôi vậy mình đứng đâu? Kia hả? Sáng sớm ơi. Ở đâu được chạy? Cầm tiền sẵn luôn tụi con ơi. Dạ chị ơi. Ở đây hả? Rồi rồi ghé đây cho con. Rồi ghé đây tập trung đây. Dạ đây hả? Rồi tới dùm chú đi con ơi. Trời ơi rồi. Dạ khán giả Cà Mau thì ủng hộ rất là đông mà. Cho chú đi, chú làm cho chú làm lâu này. Dạ lại đâu gì? Color Man và bà cụ đang. Trời ơi lựa ngay cái chỗ ngã tư chết người rồi. Nên chị ở Cà Mau mình ghé ủng hộ nha ạ. Thôi lên. Sao chọn ngay ngã tư vậy? Rồi được thôi. Bà đẩy xuống lên này. Rồi mọi người mình cho xe lên xong mình mới đến chị á. Anh ơi mình đừng có quay ai gì im chừng ôi. Rồi đẩy lên luôn. Từ từ. Rồi ok không định. Không định hả? Ai nè hả? Em đứng hai bên nha, tại vì tôi đang ở giữa. Dạ, ở hai bên nha, mọi người nha. Xếp một hàng bên đây đi tụi con ơi. Đây là dao. Đây là chết. Rồi thôi bán đi. Dạ cảm ơn chị. Chụp trên đường cái đây. Dạ. Trời ơi tôi lội mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Nè rồi em đèn. Dạ rồi. Thôi mọi người để cho tôi bán giùm đi nha. Bán xong rồi chụp hình, bán ra chụp hình dạ. Bà con mua ủng hộ giùm đi. Anh chị ơi ai mua xếp hàng giùm em nha. Nghe đâu nghe ơi. Để cho nghe vô để anh nói cảm ơn Mạnh Thường Quân nè. Trời bà con đừng làm tôi sợ nha. Bán nó lên, nó ăn hoài. Rồi chào cảm ơn bà con nha. Trời ơi bà con tôi xỉu quá, mệt quá. Đông người quá, mệt quá. Trời chưa bao giờ mà có cảnh tượng đông vậy luôn á. Dạ vui mà mọi người mua nè, trời không ai mua hết. Dạ mình xếp hàng giùm con nha cô. Đây bà con ơi. Có mới có được như đây tiền à. Mua giùm. 2 ly bao nhiêu ạ? 5 ly rồi. Rồi khỏi thối, 5 ly. 5 ly. Đây bà. Dạ. Con mua mấy ly? Dạ chục. Chục ly hả? Dạ. Con tặng luôn hả? Dạ không, cái này của tập thể. Rồi tập thể hả? Rồi 10 ly. Đây 5 ly trước đi, con cầm chờ chú chút xíu. Dạ. Bỏ bao đi, bỏ bao vô. Rồi 5 ly. Rồi 5 ly 2, dạ. Dạ để giờ đang tập trung, anh thông cảm giùm em. Để, bán xong đi, xong mọi người chụp thoải mái. Trời ơi, có gì đâu. Mình để xếp hàng mới lấy hình được, chứ vậy là không lấy hình được. Rồi đi. Mình bán cái mình cho xếp hàng xong mình bán. Không được đâu. Do đây là do mình đó, mình phải tự tính trước. Xếp hàng ở bên kia giùm em nè. Ừ. Cứ vậy bán thôi. Rồi có một máy top shop ở trên đi. Cái máy nào đi kiếm ở trên top shop xuống vậy nè. Thôi cứ vậy mà làm thôi, không có cái nào khác hết. Đây 10 ly. Nói là bé 400.000. Dạ, mình đừng có lại thêm giùm em. Dạ. Dạ khán giả live stream bình luận là Cà Mau vỡ trận rồi. Dạ, muốn sắp xỉu rồi bà con ơi. Nga xào chua đâu? Vào đây để em cảm ơn bà các bạn thường quân đi. Bên đây bên kia rồi bây giờ sao chú đúng sao chú nói. Dạ. Kính thưa quý khán giả, thật sự là vỡ trận mình cũng không hình dung ra được trước. Rồi các bạn họ sản xuất hỗ trợ bán cho họ nha. 1 ly 10.000 nhưng mà quý bà con cho nhiêu cho nha. Hỗ trợ cho bà cụ hay là hỗ trợ cho bà cụ. Thôi mỗi người mua 1 ly thôi, đừng mua nhiều quá. Mỗi người 1 ly thôi. Rồi 1 ly 100.000 đi chỗ lẹ đi. Này thì xin được gửi lời cảm ơn đến các quý khán giả sau đây đã chưa bán hàng mà đã có rồi đây. Cảm ơn một cô ở Mỹ xin giấu tên là 100 đô tương ứng với 2.285.000. Cảm ơn chị Hồng Yến Liên 200.000. Cảm ơn giờ chị Quy Nguyễn 2.285.000. Không nổi luôn rồi. Cảm ơn chị Lưu Anh 500.000. Cảm ơn Jimmy Lâm và các anh em ở Houston. Cảm ơn, đặc biệt cảm ơn các anh em Jimmy Lâm và các anh em ở Houston 4 triệu. Cảm ơn chị Quỳnh ở Sài Gòn 1 triệu. Cảm ơn chị Nga Hà Nội 500.000. Chị Nguyễn Thảo 500. Anh Nam Phi 1 triệu mua 1 chén Tàu Hũ. Cảm ơn anh Khương Danh 1.320.000. Cảm ơn anh Sáu 500.000. Cảm ơn chị Cúc Anh California 2 triệu. Cảm ơn cô Diệu Mỹ. Cảm ơn cô Diệu Mỹ Canada 3 triệu. Cảm ơn cô Liên bà ngoại 1 triệu. Cảm ơn chị Mina Dudov Việt Nam 2 triệu. Cảm ơn Khương Dừa 5 triệu. Cảm ơn Khương Dừa 5 triệu nha, có Khương Dừa luôn. Rồi cảm ơn chị Ngọc Tú 1 triệu. Chị gia đình chị Khánh Vân Đà Nẵng 2.200.000. Tổng cộng đây là chưa có bán gì hết, chưa tính tiền bán là đã 30.375.000 đồng. Làm tròn thành là 30.400.000 đồng. Dạ, thưa quý vị các bạn, mà chắc là mọi người đã quý vị các bạn có nghe không đây? Cái livestream đâu? Ok rồi. Dạ thưa quý vị các bạn, chắc là quý vị các bạn đã nghe hết rồi đúng không? Vỡ trận rồi không biết làm sao luôn. Thôi giờ bán lẹ chạy chứ giờ sao giờ? Dạ bây giờ cầu mưa lớn xuống cái ào là bảo đảm giờ là vắng liền. Trời ơi, cầu cho hơi chầu cho hết mưa. Ai nghe hết mưa bà con thương quá, bà con ra đông nghẹt luôn. Rồi bà con ra đông nghẹt luôn rồi, cuối cùng là vỡ trận luôn bà con ơi. Rồi đúng rồi, lát kết thúc mình là chuyển ra đây. Nga sò chua giữ cẩn thận nha. Thôi cho chú đi con, chú đi chú. Rồi mẹ chú mệt quá, chú hết chịu nổi rồi. Cảm ơn mình lùi ra sao giùm em đi hả? Mới chụp hình sau nha. Mình lùi ra lấy nữa, mình chụp hình sau. Mình lùi ra. Rồi sắp hết 1 nồi rồi bà con cô bác ơi. Rồi con đứng ra đi đó, con đứng ra đi. Thôi để chú ra đây đi, Rồi. Thôi mình ra ngoài đây mình chụp đi. Hả? Dạ thưa quý vị các bạn, bây giờ mình phải tranh thủ mình chạy ra ngoài đi để mình cho em gửi biếu bà. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi. Đây gửi biếu bà đây. Vâng ơi, ra đây, đây, ở đây nó đi. Thôi, tôi nói rồi. Ra đây, mình ra đây đi. Thôi, qua bên kia đi, qua kia đường đi. Ra đây. Cho qua. Qua, cho qua cái này. Thôi đi qua bên kia, cản đường quá. Đuổi, đuổi, mệt quá. Ngọt quá thở không nổi. Ngọt quá thở không nổi. Cười hết nổi luôn rồi đó. Anh ơi, mình đừng có livestream như vậy nha. Không phải thành chứ, không phải thành rồi. Đuổi quá giờ cho chú thở nghe đây coi, chú thở chú siêu. Đuổi quá chị ơi. Kìa, cũng nhanh kìa, nhanh kìa. Cảm ơn bà con cô bác nha. Rồi rồi, cảm ơn bà con rồi, ok con rồi. Trời ơi, không ngờ là quý bà con cô bác ở Đồng Nai, ở Cà Mau ủng hộ nhiều vậy luôn. Rồi cho chú vô trong này chú ngồi. Đuổi quá. Đi vô luôn. Rồi rồi. Bây giờ kén dạ. Cảm ơn quý bà con cô bác Cà Mau rồi con. Dạ cảm ơn chú. Ô đại ca. Ô đây cô đại ca đây. Chú Cà Mau thăm mình đây nè. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Trời ơi bà con Cà Mau. Em chụp cái. Bao nhiêu người đây? Dạ 9.200. Trời đất ơi. Rồi. Ít dữ vậy chú. Dạ con xin lỗi. Không có chen được. Quay video xong rồi đi nha. Rồi cho chú ra chú thở chút đi. Chú mệt chói rồi. Rồi xong mọi người quanh kia múa nha. Dạ 150 ly chắc kia này bán không đủ á, không kịp luôn á. Dạ. Dạ tôi tính. Chú ơi. Ông men đâu con, ông men đâu rồi. Dạ. Giờ chú rồi chú. Rồi. Ông men đâu con. Rồi cảm ơn bà con cô bác nha. Rồi ăn cua đi men đi, ăn cua ăn me Cà Mau đi. Dạ rồi, ok. Rồi. Cảm ơn nha, dạ cảm ơn anh nhiều. Qua ủng hộ kia nha. Rồi, cho chú đi nha. Dạ cảm ơn rồi, cảm ơn cả nhà. Ok rồi, cảm ơn rồi. Dạ rồi. Tí nữa mình sao giùm em nha. Rồi ok con. Cây nữa tí. Đây nè. Rồi ok. Chết. Bán nè, mấy chụp cái nè. Rồi chụp đi. 1 2 3. Để tí nữa xong chương trình mình chụp sao mấy anh chị ơi. Xỉu rồi chú, xỉu. tí nữa mình chụp sao à? Cho thở cái thở chú xỉu rồi, xỉu. Tí nữa mình chụp sao chị ơi, tí nữa mình chụp sao. Đúng rồi, dạ. Thôi dạ. Ở trong mình thấy ông Hoàng chẻo em. Chú Vượng. Rồi. Thôi nếp em ngoài em rồi. Dạ. Rồi. Chú ơi. Đứng rồi, chú đứng rồi. Không đi ra thở chứ không xỉu á, xỉu. Mệt quá. Em có đồng cua em gửi cho anh nè. Dạ rồi. Ok. Cảm ơn bà con nha, cảm ơn bà con ủng hộ dữ quá. Trời ơi. Con. Rồi ok con, ok rồi, chào con. Thôi chú cho mệt quá. Dạ. Rồi ok. Thôi vô trường không được đâu, vô trường người ta la chết. Để lát gì ơi, lát rồi. Cho chú nghỉ cả. Tự quê lên luôn rồi cháu. Dạ xíu mọi người ơi. Dạ. Quán nó đông. Bây giờ không có trường. Dạ. Cảm ơn con. Ok con rồi con. Cho em xin chụp tấm hình nha. Dạ. Trời ơi sao mà chọn ngay cái vị trí người ngã tư vậy, gây cản trở giao thông quá. Chết rồi. Rồi. Đây là chú. Chú. Rồi. Anh ơi, qua đây cái anh. Vậy là bây giờ mình chạy như máy chụp. Ủa sao không mở flash gì vậy? Anh ơi cho ekip em vô cái gì. Dạ cảm ơn anh. Hả em nói gì? Thôi cứ để bay bên đó đi. Anh đứng bên này đi chứ không vỡ rằng bên đó đó. Ở bên đó anh em cứ chia nhau ra quay bên đó đi. Anh đây. Rồi bye bye. Dạ cảm ơn cả nhà. Trời làm kiểu này chắc mốt không địa phương nào cho quay hết trơn á. Cảm ơn em nha, trời áo đẹp quá. Dạ. Trời ơi, chào cái người tôi hâm mộ trước. Dạ. Nè, cho xin nha. Cho Quang cái em gái mình chụp. Dạ xong bà con anh kia mua tàu hũ nha. Đừng quên nha. Kia mình mua tàu hũ giùm em nha mọi người ơi. Em cho chị xin thôi. Cho em xin chụp cái đuôi đó thôi. Bên này cái. Dạ rồi. Cảm ơn nhiều. Trời bà con Cà Mau nhiệt tình quá. Trời ơi nhiệt tình lắm á. Vỡ trận luôn. Rồi ok con rồi mấy nào con ok. Dạ. Dạ rồi dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi dạ. Ướt rồi. Trời không mưa mà coi như là giống như tắm mưa. Dạ sắp xuống. Dạ. Có bên phường 9 á. Sợ cơ chú bài Cà Mau đã hát tặng cho bà con Cà Mau đấy rồi. Nghe nói Cà Mau chú. Nghe nói Cà Mau vui lắm. Bây giờ mới tin luôn á. Sao không vui hả? Dạ. Rồi con. Ông mới Cà Mau nghe nói Cà Mau vui lắm đúng không? Rồi hát tặng bà con bà nha. Rồi dạ đi. Không biết còn hơi hát nữa. Dạ rồi ok. Ủa chụp hoài vậy? Mọi người hát bài áo mới Cà Mau cùng với chú nè. Rồi ok nha, bắt đầu vô nha. Được. Để chú bắt giọng vô nổi không rồi? Dạ. Sư phụ chụp thôi. Rồi bắt đầu nha. Rồi nghe nói Cà Mau xa lắm. Về Cà Mau là thấy thương em rồi. Rồi ok rồi bắt đầu vô nha. Vô. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Tại mình quay phát sóng á, anh thông cảm nha. Ok dạ. Anh chụp em thoải mái nhưng mà dạ. Rồi bắt đầu vô nha. Gửi tặng cho con nha. Bắt đầu vô nha. Rồi bắt đầu vô. Rồi. Rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày gì ta không tới, về nhau mấy nào mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đó, xuôi đến kiếp dưới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không tới, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đồng rơi, nghe ai ru câu ơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp nghề nghe xác xe con tim tôi. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Cà Mau em lớn, tuy út mà sửa soạn đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên một phương, duyên dáng mời cách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Rồi, dạ, dạ. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác ở Cà Mau hôm nay đã dành cho Color Man và Tiếng Rao 4.0 một kỷ niệm khó quên, và phải nói là hôm nay là thật sự là vỡ trận luôn, không hiểu luôn. Trời không mưa nhưng vẫn ướt. Dạ, trời không mưa nhưng mà em cũng đi tắm mưa. Dạ, cảm ơn tất cả quý bà con cô bác và tình cảm của tất cả quý bà con cô bác. Đặc biệt là ở Cà Mau chưa bao giờ từng thấy luôn. Chắc mà muốn xuống nữa quá. Dạ mệt quá. Chỉ mong là hôm nay không có xỉu tại đây thôi. Cảm ơn quý bà con mạnh thường quân đã ủng hộ cho Color Man. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý bà con cô bác. Chưa bán mà đã được hơn 30 triệu đồng rồi, tiền từ các mạnh thường quân từ khắp nơi, ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở các nước, là ở rất là nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gửi về. Hy vọng hôm nay là mình bán được thêm 10 triệu nữa là giúp cho cụ Y được 40 triệu, tối thiểu là 40 triệu để cô Y nuôi ba cháu ngoại ăn học. Cảm ơn quý bà con cô bác. Rồi, xin chào tạm biệt livestream nha. Rồi, xin chào tạm biệt quý bà con đang xem livestream. Cảm ơn mọi người chia sẻ dùm cho comment nha. Cảm ơn tất cả tụi con. Rồi, bây giờ qua bển bán Tàu Hũ tiếp. Chụp với em 1 tấm đây, chụp với 1 tấm nha. Rồi mọi người mình mua Tàu Hũ thì mình đứng xếp hàng. Em cảm ơn nhiều. Rồi qua coi còn mấy nồi gà lo đây chụp hình không, bán ế chết luôn rồi con. Bây giờ chưa bán được gì luôn. Hết nồi hả?